Vâng, xin chào bác Hương, các trở lại với trang ký của ngày xưa. Ngày nay lên một cặp rất là tuyệt phẩm nhá, con cơ nào chú nhỏ nhưng mà sẽ lên phướn. Trước tiên thì em sẽ lên cây mã đầu tiên, cái đòn gánh trước vào kênh bác hãy like xem nhiều em sẽ có giá tôn tốt ạ. Và đây là mã số 01 nhá. À, đây là cây bô lên đòn gánh của Đức Quốc Xã thập kỷ 50 60 chuẩn ao nhất nhá, mới cắm cựa nhá. Rất sắc đẹp nhá, nguyên zin nhá. Và con này em sẽ đo size bao nhiêu nhá, con này size 135. Bọc vàng sáng gương nó làm thật. Chính xác ạ, xanh ngang xe càng 135 nhé. Và rất mới rất đẹp nhé. Bô lê đoàn gánh của Đức Quốc Xã thập kỷ 50-60, size 135 nhé. Rất mới rất đẹp, xuất sắc nhé. Nguyên zin nhé. Bọc vàng sáng ánh gương. Nguyên zin ạ. Và ở cầu giữa thì nó có cái triện màu dục và chữ M, chuôi ve nguyên zin nhé. Và đấy, và trên cái thành này của nó có cái ký hiệu chữ số nhỏ lắm. Và cầu cầu 20 nhé, còn cái tròng này của nó là tròng 58 nhé, rất an tâm. À, càng bên phải có số 135, càng trái là 135 và bô lê Whisper mới cóng cựa. Đây là càng trái trước đi cho dễ nhìn này. Xuất sắc nhá, mới cứng nhá. Đấy. Bên này 135 này, mới cứng cựa luôn nhá. Bục vàng sáng ánh gương, nó làm thật. Hàng rởm giả nhái như trẻ của đêm 3 ngày. Và đối tượng hàng rởm giả nhái nó sẽ không công khai địa chỉ, không có địa chỉ bán hàng lâu năm. Hết sức cảnh giác cao độ. Xuất sắc nhá. Và nguyên zin nhá, độ mới rất cao luôn. Lê đồn gánh của Đức Quốc Xã thập kỷ 50 60. Và những cái xuất sắc có dạng cao điền rồi. Vâng, giá cái này là 7 triệu 8, 7.800k nhé. Giá là 7 triệu 8. Dòng này bác mua chơi của sưu tầm rất ok. Bởi những cây nó mới mà từ thập niên 50, 60 như này rất hiếm đấy. Và giá 7 triệu 8 nhé. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản bao ship, bác nào ship quốc vui lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy giá kính. Về thời gian bán hàng em bán từ sáng từ 8 giờ sáng đến 23 giờ. Từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần. Không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến là sốt quá em đi thẩm định, đi thái độ cổ xưa. Bác điện thoại trước là em nguyên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn tất cả về kính cổ đồ khổ, đồ gốm sứ, đồ đồng, sa đạp cổ, xe máy cổ, đồ lính Mỹ. Rất là sướng luôn nhé. Và quy trình mua bán thì rất an tâm yên tâm. Ship code là đặt cọc 100, 200, chuyển khoản, báo ship. Tất cả ship code kính cổ, đồ đắt tiền, đồ hàng hiệu thì nên là cọc một vài trăm, không nên là cọc một vài triệu. Bởi vì sao? Bởi vì là cọc một vài triệu, đối tượng xấu nó sẽ là treo dây bán điện chó. Thứ hai là nó ủ cái quyền lợn mất, biến mất. Rất nhiều anh em bác đã bị dính trong chiêu thức như thế thì lưu ý vấn đề này đó, mọi thứ và rõ ràng quy trình của bán là rõ ràng ngay từ đầu luôn. Và nên mục sở thị nhà có làm sao bạn được mua đâu thì mua, phải chọn được cái địa chỉ bán hàng lâu năm, địa chỉ và số điện thoại bán hàng lâu năm song hành dễ nhìn dễ tìm thấy trong nước ngoài nước. Thế còn đối tượng mà cầm kính này, chụp ảnh quay này, đăng trên một số trang thương mại điện tử như là mua bán chứng khoán vn, mua bán 24 giờ đấy, hoặc là trang TikTok và rất nhiều trang khác mạng xã hội khác, không có địa chỉ lâu năm mà chỉ ghi là đặt hàng Zalo, inbox Zalo, đặt hàng Messenger, inbox Messenger, vứt đi hết. Cho dù lên một lô kính hàng vài chục cái kính để một lúc nhưng mà không có địa chỉ bán hàng lâu năm, không rõ ràng về hình ảnh của một người thì đa phần là lừa đảo auto liên minh cao bán nhá, rất nhiều người mắc bẫy. Hoặc đối tượng chặn tính năng bình luận cũng là vớ vẩn amateur. Đấy là lưu ý vấn đề đấy bác nhá. Thì rất nhiều người em đã chia sẻ lại với em, hôm nay trên tiện video em nói hộ các bác luôn đấy, một số bác đã chia sẻ đấy. Tiếp theo là mã số 2 là cơn một đầu số nhỏ, con này rất xuất sắc, mới từ kể từ bao luôn nhé. Và bao cũng còn mới, khi các bác bỏ kính thì gói ghém cẩn thận thế này đấy, rất cẩn thận nhé. Nâng cái trứng hứng những hoa bọc vàng sáng như sáng ánh gương nhé. Đấy cũng là cái sướng. Đây là cơn đầu số nhỏ thập niên 55 60 nhé. Và em sẽ đo là cái size bao nhiêu. Bây giờ con này là size ngang size 52, chiều ngang 3,8 nhé, cái trong là trong 52 nhé, cầu cầu 20 nhé. Và văn kê mới văn cóng, mới cứng cựa luôn. Con này thì không điểm trừ, nói chung hai cây này là xuất em tuyển chọn hai cây này xuất sắc, mới không điểm trừ, không có điểm gì chê ạ. Và xuất sắc luôn ạ. Và nó là bọc vàng sáng lên gương, chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt. Thế nên mới sướng chứ. Ở gầm cầu dưới giữa bây giờ nó có là album phần 10 12 cái ghép. Chuôi ve còn trắng tinh nhá. Đấy.
Đây nhá, và chui ven trắng tinh nhá, bọc vàng này còn sáng ánh gương nhá, đây nhá, chui ven trắng tinh nhá. Hai gạch theo chiều là âm me rồi cân áp trước cột 1/12 trong gạch, hai gạch chéo nhá, dòng gạch thập phân là gạch ngang em có đủ hết nhá, xuất sắc nhá. Vâng đấy nhá, bên này thấy là đảo chiều nhau này, xuất sắc nhá. Vâng, không còn điểm gì chê nhá, chui ven trắng tinh trắng muốt nhá, đấy mới là sướng. Âm me thì cơn quá xa xưa thập kỷ 55 60 sáu mấy nhá, và giai đoạn đấy nhá, thập niên 55 là 60 sáu mấy nhá, cơn đầu chú nhỏ nhá. Con này thì không điểm gì chê rồi, nó cũng tất nhiên là cơn một cái độ mới cao, không điểm chơi thì bây giờ nó cao tiền rồi, mới cắm cửa nhá. Và cái kính này em giao lưu với giá là 34 triệu 34.000 nhá, giá là 34 triệu 34.000. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu và nên chọn có con trai am hiểu về kính và đồ cổ, và tất cả các đồ gốm sứ đồ đồng thế đạo cổ sản phẩm cổ là ok nhất. Không nên chọn gái, bởi vì sao này, một số bác quá có tâm sự với em lâu rồi, mua được con gái từ lâu từ ngày trước nhưng mà đến bây giờ hỏi đâu không biết đâu cả, bởi vì nó họ chuyển sang hệ khác còn gì nữa đấy. Các bác để ý nhé, xung quanh nhà các bác sống những người con gái bán kính cổ đồ cổ châu Âu như bọn em thập niên chín mấy, thập niên 90 2000 đổ về đây đi, nói cho nó cho dễ hiểu đi, bác xem còn ai không, hầu như không còn ai, hầu như không còn ai. Còn em thấy còn có một chị chuyển sang đồ gốm sứ tàu của ta, tức là họ không bán về kính cổ đồ cổ châu nữa, tức là khi người ta ăn chia được một vài quả rồi thì người ta chuyển sang hệ khác, rượu mới bình cũ, hoặc là chuyển sang là bất động sản thời trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì đây là cái vấn đề lưu ý, một số bác nên nên chú ý, không là mắc bẫy vào là thôi không biết tìm ở đâu đâu đấy. Tại sao em khuyến cáo là phải rõ ràng về hình ảnh của con người này, địa chỉ và số điện thoại bán hàng là phải lâu năm này, đấy mới là ok này đấy. Đấy là mấy chị chia sẻ thẳng thật luôn như thế, và xuất sắc nhá, và mới cắm cựa luôn đấy, và nguyên zin nhá, rất ok ạ. Vâng, một lần nữa là rất là cảm ơn các bác luôn luôn dành thời gian quan tâm xem và theo dõi video của em. Các bác mua kính của đồ cổ không nên nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi trang, vì có đối tượng nó làm 1 năm 2 năm 3 năm mà đã 10.000 20.000 3.000 đăng ký kênh, thì đến đối tượng đã thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like để view để đến lên kênh theo dõi cái chóng mặt chóng mặt. Kênh YouTube em triển khai này là 9 năm bán tại nhà và đường ngoài đường Trường Chinh là 25 năm, một địa chỉ điện thoại nhất đó là chân tường kim tường, mà chỉ có hơn 4.000 đăng ký kênh, vì bên em làm cách chiếu sạc tự nhiên một cách chân tình chân thật chân thành rõ ràng nhất, chia sẻ gốc rễ gan dạ vấn đề không chỉ kính cận đồ cổ, ngay cả mặt trái xã hội em cũng nói lên để các bác biết được phòng tránh được cạm bẫy, đặc biệt ở bộ điện thoại mạo danh. Em đã từng lên rất nhiều cái video riêng về điện thoại mạo danh để tất cả anh em kính cận đồ cổ xưa hay các bác nào xem video phải hiểu được là phòng tránh tránh được cái cạm bẫy rủi ro cái điện thoại mạo danh rất là nguy hiểm luôn. Mấy năm này ở đây là bộ nó hành hoành rất là nhiều đấy. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bác. Sau bác nào yêu quý trang kính cổ ngày xưa lúc đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông đấy, khi bác đăng ký kênh biểu tượng quả chuông màu đỏ này thì hệ thống YouTube sẽ báo tút tút điện thoại luôn vào ngay, nếu khi em lên video họ sẽ báo luôn đấy, rất là sướng ở chỗ đấy. Vâng, rất cảm ơn, xin chào nha.